trung tâm có nhiều đây là một lần nó còn cái một lần trung tâm thì một tuần trung tâm có một cái thành rồi một cái trung tâm thì nó sẽ được tiếp tục cái giai đoạn này cái giai đoạn này từ sau mọi cái cơ thấp đây là một lần này rồi thứ nhất thay đổi là khi mà tác động lên là sẽ thay đổi thứ nhất thay đổi cái đường đây nhất là cơ nào cái đường này cơ là mỏi lên cơ dần dần từ cái này phía bắc từ màn lồi và cái vùng rồi thứ hai thì là cái phần to cái kính còn đây là cái gì là mới nào thì cái bệnh thay đổi không khí và sẽ mô xe sau này lên vong thì chúng ta sẽ tham gia và đưa những thành phần những phần tăng lượng hấp là một trung tâm hấp tiêu chuẩn nhu cầu của phần tăng không khí thì không khí và ngoài ra thì có một cái thiết kế là một cái điều kiện là từ một hai hấp này từ một hai hấp thì các bạn sẽ tất cả đang là tăng không khí theo ý muốn của mình thì khi nhu cầu nó cộng dài nhưng mà mình thấy không về được ở tôi tính họ là ví dụ như là hay tôi muốn hỏi nhiều hơn thì bạn cứ điện thoại nhiều hơn đó hoặc là những bữa thì hỏi về mỗi cái bạn đó thì mình đều được một đó mà đến họ lâu quá thì giá là họ lấy tiền hơn đó là thì tôi biết các bạn muốn giá tôi biết tâm là còn đến giá là tôi cũng phải là tôi có cái tâm đi phải đến lâu quá thì mình sẽ không phải thoát nạn này đâu không được giá đâu họ lo giờ đi ra ngày 21 thì nó vui các bạn thì thôi chứ cái phần chính chúng ta để xoay xét mình sẽ là quan tâm cái phần chúng ta dùng phần này cái phần này hả cụ thể cơ cho các bạn nhẹ đó cái sắc và không thì chúng ta mất là vậy một cái sơ là cái vị trí của nó cái phần gốc xe thì mình muốn cái là ở đây cái phần thấp là đây thở thì cái phần thứ ba đây đây là cái phần nội cái phần này cái thứ hai là ở đây còn rất bài hỏi là cái phần một phần não phần từ bên trong phần hấp phần dưới phần hấp ở cái phần nội não này ở đây là phần hấp phần não đây là cái trung tâm của họ thì người ta có thể cả thì có cái trung tâm bên trong thì đó là cái trung tâm và trung tâm là cái nơi lông thần kinh các bạn sẽ khác xung khác xung và cái trung tâm bây giờ mình thấy nó sẽ là cái trung tâm mà sẽ có lắp cái trung tâm số như kia
Thì đây là cái yếu tố
yếu tố tham gia vào cái quá trình này, tức là nó cũng tại vô tính thôi. Thì sau bài này thầy nhớ một trò đầu tiên là cái thứ nhất sự hài lớn nhất là bây giờ chưa học mà các đầu tiên hay là thiếu đầu tiên với cái đầu tiên cách phải nhau hơn mà xin lỗi là nó là thiếu đầu tiên học nhau hơn thiếu CO2 là cái phần này là nhiều CO2 nó rất là mạnh một phần nó lên nó cũng vô nha. Anh mình tăng lên rất là nhiều. Bây giờ đó là CO2 thì còn tổng tiết cho các bạn không tiết một năm. Sau đi đâu sàn em mới lấy. Thế là mình học hầu đó một nhân viên không bị tiền một cái gì thôi hết. Không họ họ là bước mô là ngăn ở sau đó tăng CO2 lên. Tăng CO2 lên tăng bơi CO2 lên có thể Hãy
Cái này
thì nó sẽ mở liên kết C, ai sẽ đó mở liên kết C, C là một bàn, C là một bàn, khi mà tăng cái C là bàn lên thì các bạn thấy là sẽ là cái thứ là đồng hàng của mình đấy. Tạo đi
lỡ quên luôn. Nó liền mạch. Cái máy mà nó có máy mà nhìn mình thôi tại Thầy không bù đắp gì bữa nghỉ mà.